áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô Thúy xin chào tất cả các con. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong buổi học ngày hôm nay. Ở buổi học trước, các con đã cùng cô làm bài tập của bài nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu rồi đúng không nhỉ? Đến buổi học ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng làm bài tập của bài Em làm được những gì? Chàng 22 trong vở bài tập toán lớp 2 tập 1 bộ sách Chân trời sáng tạo. Các con đã chuẩn bị đầy đủ sách, vở và đồ dùng học tập để sẵn sàng làm bài tập chưa nhỉ? Chúng mình bắt đầu nhé! Bài tập đầu tiên đề bài yêu cầu các con đánh dấu V vào số phù hợp với hình. Đấy, đánh dấu V vào số phù hợp với hình có bao nhiêu khối lập phương. Các con cùng quan sát lên trên màn hình nhé. Đầu tiên là ở câu A nào. Các con thử đếm xem ở đây có bao nhiêu khối lập phương. Chúng mình cùng đếm nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 này. Ở cột đầu tiên là có 10 khối lập phương đúng không nào? Tiếp theo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. À đúng rồi, ở hình A sẽ có 18 khối lập phương. Vậy chúng mình sẽ điền dấu V vào số 18 đúng không nào? Tương tự như thế, các con hãy tạm dừng video này lại và hoàn thành bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. À vậy là các con đã hoàn thành bài tập này rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. Ở câu B, các con vừa đếm được có tất cả bao nhiêu khối lập phương nhỉ? À đúng rồi, ở câu B có tất cả 34 khối lập phương đúng không nào? Vậy thì chúng mình sẽ đánh dấu V vào số 34. Tiếp đến câu C nào. À câu C, các con vừa đếm được có tất cả bao nhiêu khối lập phương nào? À đúng rồi, ở đây có 63 khối lập phương. Và cuối cùng là câu D. Câu D có bao nhiêu khối lập phương nhỉ? À đúng rồi, ở câu D có 35 khối lập phương. Đấy, vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập đầu tiên rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ hai nhé. Bài tập thứ hai đề bài yêu cầu các con điền số. Chúng mình cùng chú ý vào hai bức tranh ở trên màn hình nào. Bức tranh thứ nhất là gồm có các con mèo đúng không nào? Đề bài yêu cầu các con ước lượng có khoảng bao nhiêu con mèo. Chúng mình thử ước lượng xem có khoảng bao nhiêu con mèo nhỉ? Ở đây các con mèo được xếp thành 4 hàng này. Mỗi hàng thì có khoảng 10 con mèo. Đấy. Vậy thì hai hàng sẽ có khoảng 20 con mèo. Ba hàng cộng với 10 nữa là có khoảng 30 con mèo. 4 hàng sẽ có khoảng 40 con mèo đúng không nào? Ở đây chúng mình sẽ khoảng có 40 con mèo. Vì là ước lượng nên có thể đúng, có thể sai đúng không nào? Nhưng mà sẽ không chênh lệch nhiều. Tiếp đến nào, các con hãy đếm xem có tất cả bao nhiêu con mèo. Đấy, đếm xem là có chính xác bao nhiêu con mèo nào. Các con hãy tạm dừng video lại và đếm nào. À đúng rồi, có tất cả 43 con mèo. Đấy, tiếp đến ở bức tranh quả táo nào. Các con thử ước lượng xem có khoảng bao nhiêu quả táo. Ở đây các quả táo được xếp theo cột dọc đúng không nào? Chúng mình thử đếm xem có bao nhiêu cột nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 cột. Mỗi cột này sẽ có 5 quả táo. Mỗi cột có khoảng 5 quả táo đúng không nào?
Vậy thì chúng mình sẽ lấy 5 cộng với 5 bằng 10 này. Cộng tiếp với 5 là bằng 15 này. Cộng tiếp với 5 ở cột thứ tư là bằng 20 này. Tiếp là 25. Tiếp là 30. 35 có khoảng 40 quả táo. Chúng mình sẽ ước lượng có khoảng 40 quả táo đúng không nào? Vậy thì các con hãy đếm xem có tất cả bao nhiêu quả táo. Đếm xem có chính xác tất cả bao nhiêu quả táo nào. À đúng rồi, ở đây sẽ có tất cả 38 quả táo đúng không nào? Đấy, vậy là cô và các con lại hoàn thành bài tập thứ hai rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ ba nhé. Bài tập thứ ba, đề bài yêu cầu các con nối mỗi số với tên gọi các thành phần của phép tính theo mẫu. Đấy. Ở đây có 3 phép tính và đề bài yêu cầu các con nối mỗi số với tên gọi các phép tính và đề bài đã làm mẫu cho các con phép tính đầu tiên. Phép tính đầu tiên là 62 cộng với 11 bằng 73. Vậy thì 62 ở đây là 62 là số hạng này. 11 cũng là số hạng đúng không nào? Và 73 là kết quả của phép tính cộng thì sẽ gọi là tổng đúng không nào? Vậy thì dựa vào bài tập mẫu, các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. À vậy là các con đã hoàn thành bài tập thứ ba rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. Phép tính thứ hai là 0 cộng với 9 bằng 9. Vậy thì 0 ở đây là đúng rồi, 0 cũng là số hạng này. 9 cũng là số hạng và 9 là kết quả của phép tính cộng là tổng đúng không nào? Phép tính cuối cùng là 68 trừ đi 33 bằng 35. 68 gọi là số bị trừ này. 33 gọi là số trừ và 35 là kết quả của phép trừ thì gọi là hiệu đúng không nào? Đấy, vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập thứ ba rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ tư nhé. Bài tập thứ tư đề bài yêu cầu các con đúng ghi chữ đờ, sai ghi chữ s, làm lại các phép tính sai. Đấy, ở đây có 4 phép tính. Cô và các con sẽ cùng kiểm tra xem là phép tính nào đúng, phép tính nào sai nhé. Phép tính đầu tiên là 85 cộng với 12. Trước tiên chúng mình sẽ kiểm tra cách đặt tính nào. Câu đầu tiên đã đặt tính đúng rồi đúng không nhỉ? Các chữ số của hàng đơn vị, số 5 thẳng với số 2 này. Các chữ số của hàng chục là 8 và 1 cũng thẳng với nhau rồi đúng không nào? Chúng mình sẽ lấy 5 cộng với 2 bằng 7 này. 8 cộng với 1 bằng 9. Vậy phép tính đầu tiên ở đây chúng mình sẽ điền vào là đúng đúng không nào? Phép tính thứ hai là 7 cộng với 20. Chúng mình chưa cần tính kết quả. Nhưng mà đã nhìn thấy ở phép tính thứ hai này đặt tính sai đúng không nào? Chữ số 7 sẽ phải thẳng với chữ số 0 ở hàng đơn vị, nhưng ở đây chữ số 7 lại thẳng với chữ số 2. Vậy là phép tính thứ hai này sai đúng không nào? Tiếp đến là phép tính thứ ba, 69 trừ đi 27. Phép tính thứ ba này đặt tính đúng rồi. Chúng mình thử kiểm tra kết quả xem có đúng không nhé. Chúng mình sẽ trừ lần lượt từ phải sang trái. 9 trừ đi 7 bằng 2. 9 trừ đi 7 bằng 2, nhưng ở đây
đề bài lại ghi là số 9 đúng không nào? Vậy phép tính thứ ba à, cũng sai. Phép tính cuối cùng nào, à, phép tính cuối cùng là 48 trừ đi 30. À, phép tính cuối cùng này đặt tính đúng rồi nhé. À, chúng mình sẽ trừ từ phải sang trái xem. 8 trừ đi 0 bằng 8 này. À, 4 trừ đi 3. À, 4 trừ đi 3 phải bằng 1 chứ nhỉ? À, ở đây đề bài lại ghi là 7 nên phép tính cuối cùng cũng sai. Đấy. À, bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm lại các phép tính sai vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Vậy là các con đã sửa lại các phép tính sai rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. À, phép tính sai đầu tiên là 7 cộng với 20. Chúng mình sẽ đặt tính lại đúng không nào? Chữ số 7 sẽ thẳng cột với chữ số 0. Đấy. À, 7 cộng với 0 bằng 7 này. 2 không cộng với chữ số nào thì mình sẽ hạ 2 xuống. Vậy 7 cộng với 20 bằng 27. Tiếp đến là 69 trừ đi 27. À, chúng mình sẽ trừ từ phải sang trái. 9 trừ đi 7 bằng 2. À, 6 trừ đi 2 bằng 4. Vậy 69 trừ đi 27 bằng 42. Và phép tính cuối cùng là 48 trừ đi 30. À, chúng mình sẽ trừ lần lượt từ phải sang trái. 8 trừ đi 0 à, vẫn bằng 8. 4 trừ đi 3 bằng 1. À, vậy 48 trừ đi 30 bằng 18. Vậy là cô và con đã hoàn thành bài tập thứ tư rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ năm nhé. Bài tập thứ 5, đề bài yêu cầu các con điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng vào chỗ chấm. À, vậy thì để điền được dấu lớn hơn, bé hơn hay là bằng vào chỗ chấm thì chúng mình sẽ phải so sánh phía bên phải và phía bên trái đúng không nào? Ở hai câu trên chúng mình sẽ dễ dàng nhận ra được. Còn ở hai câu dưới thì bước thứ nhất chúng mình sẽ phải tính kết quả của cả hai vế đúng không nào? Sau đấy mới so sánh kết quả rồi điền dấu. Đấy. Bây giờ các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Rồi, vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. À, câu đầu tiên là 9 à, so sánh với 29. À, chắc chắn là số 9 sẽ bé hơn đúng không nào? Chúng mình sẽ điền ở đây là số bé. À, tiếp đến nào. 60 cộng với 8. 60 cộng với 8 bằng bao nhiêu nhỉ? À đúng rồi, 60 cộng với 8 bằng 68 này. À, và 8 cộng với 60 bằng à, cũng bằng 68. Vậy ở đây chúng mình sẽ điền dấu dấu bằng. Đấy. À, tiếp đến nào. Lại so sánh 9 và 29 à, giống với câu bên cạnh. Vậy thì chúng mình sẽ điền ở đây là dấu bé. À, tiếp đến 74 trừ đi 24 so sánh với 74 cộng với 24. Vậy thì chúng mình sẽ cùng tính kết quả nào. 74 trừ đi 24. Các con vừa tính được kết quả bằng bao nhiêu nhỉ? À đúng rồi, kết quả sẽ bằng 50 đúng không nào? À, còn 74 cộng với 24. Các con vừa tính được kết quả bằng bao nhiêu nhỉ? À đúng rồi, kết quả ở đây bằng 98.
Chúng mình sẽ so sánh 50 và 98. À đúng rồi, 50 sẽ bé hơn 98 đúng không nào? Vậy là cô và con đã hoàn thành bài tập thứ 5 rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ 6 nhé. Bài tập thứ 6 đề bài yêu cầu các con nối hai số có tổng bằng 80 để giúp chim mẹ tìm con. Đấy, nối hai số có tổng bằng 80 để giúp chim mẹ tìm con. Bây giờ cô và con sẽ cùng giúp các chú chim cánh cụt mẹ tìm con của mình nhé. Chú chim cánh cụt đầu tiên có số 80. Vậy thì 80 cộng với bao nhiêu để bằng 80 nhỉ? À đúng rồi, 80 sẽ cộng với 0 để bằng 80 đúng không nào? Đấy. Vậy là cô và con đã giúp cho chim cánh cụt mẹ tìm chim cánh cụt con rồi đúng không nào? Tiếp đến là chim cánh cụt thứ hai có số 40. Vậy thì 40 cộng với bao nhiêu thì bằng 80 nhỉ? À đúng rồi, 40 sẽ cộng với 40 để bằng 80 đúng không nào? Chúng mình sẽ nối với chim cánh cụt có số 40. Đấy. Tiếp đến là chim cánh cụt có số 60 nào. 60 cộng với bao nhiêu để bằng 80 nhỉ? À đúng rồi, 60 sẽ cộng với 20 để bằng 80 đúng không nào? Đấy, chúng mình sẽ nối 60 với 20. Tiếp đến nào. Chim cánh cụt có số 50. 50 sẽ cộng với bao nhiêu thì bằng 80 nhỉ? À đúng rồi, 50 sẽ cộng với 30 đúng không nào? Chúng mình sẽ nối với số 30. Và cuối cùng là chim cánh cụt số 10. Số 10 thì sẽ cộng với 70 để bằng 80 đúng không nào? Đấy. Vậy là cô và các con lại hoàn thành bài tập thứ 6 rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ 7 nhé. Bài tập thứ 7. Các con cùng đọc đề bài với cô nào. Mai sưu tầm được 45 con tem. Lê sưu tầm được 15 con tem. Hỏi Mai sưu tầm được nhiều hơn Lê bao nhiêu con tem? Các con cùng đọc nhẩm lại đề bài một lần nữa nhé. Mai sưu tầm được 45 con tem. Lê sưu tầm được 15 con tem. Hỏi Mai sưu tầm được nhiều hơn Lê bao nhiêu con tem? Vậy thì ở đây đề bài cho các con là Mai sưu tầm được 15 con tem này. Bạn Lê sưu tầm được 15 con tem này. Và đề bài hỏi các con là bạn Mai sưu tầm được nhiều hơn bạn Lê bao nhiêu con tem? Vậy thì để trả lời được câu hỏi này, chúng mình sẽ thực hiện phép tính gì nhỉ? À đúng rồi, chúng mình sẽ thực hiện phép tính trừ đúng không nào? Lấy 45 trừ đi 15 bằng bằng 30 con tem. Đấy. Vậy chúng mình sẽ trả lời là Mai sưu tầm được nhiều hơn Lê 30 con tem. Đấy, vậy là cô và các con đã hoàn thành bài tập thứ 7 rồi. Bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập thứ 8 nhé. Bài tập thứ 8 là bài tập cuối cùng. Vui học. Quan sát các số sau. Ở đây có 6 số là 10 này, 50, 60, 40, 20 và 4. Đề bài yêu cầu các con chọn hai số thích hợp, viết vào nhị hoa rồi viết bốn phép tính theo mẫu. Ở đây đề bài đã làm mẫu cho các con. Đề bài đã chọn sẵn số 10 và số 4 rồi đúng không nào? Chúng mình sẽ cùng quan sát tiếp nhé. Ở bài tập mẫu,
Các con nhìn thấy trong nhị hoa là số 10 và số 4 đúng không nào? 10 cộng với 4 bằng 14. Đấy, số được viết ở chậu hoa chính là tổng của hai số ở nhị hoa. Đấy, hai số ở nhị hoa cộng lại thì sẽ bằng số viết ở chậu hoa. Chúng mình sẽ viết bốn phép tính, đấy là 10 cộng với 4 bằng 14 này. 4 cộng với 10 bằng 14 này. Sau đấy sẽ viết hai phép tính trừ là 14 trừ đi 4 bằng 10 và 14 trừ đi 10 bằng 4. Đấy. Vậy thì tương tự như ở bài tập mẫu, các con hãy tạm dừng video này lại và làm bài tập vào trong vở nhé. Lát nữa chúng mình sẽ quay trở lại để xem cô chữa bài tập nào. Vậy là các con đã hoàn thành bài tập vào trong vở rồi đúng không nhỉ? Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý lên trên màn hình nhé. Chậu hoa tiếp theo có tổng là 100 đúng không nào? Vậy thì các con quan sát vào 6 số. 10, 50, 60, 40, 20 và 4. Xem hai số nào cộng lại với nhau bằng 100 nào? À đúng rồi, hai số cộng lại với nhau bằng 100 sẽ là 40 này. Và 60. Đấy, 40 cộng với 60 bằng 100 đúng không nào? Tiếp đến chúng mình sẽ viết hai phép tính cộng và hai phép tính trừ. Đầu tiên sẽ là 40 cộng với 60 bằng 100 này. Tiếp đến là 60 cộng với 40 bằng 100. Rồi 100 trừ đi 60 bằng 40 và 100 trừ đi 40 bằng 60. Và ở chậu hoa cuối cùng có tổng là 70. Các con lại quan sát vào 6 số nào. Hai số nào cộng lại với nhau thì bằng 70 nhỉ? Đúng rồi, ở đây sẽ có 50 cộng với 20 bằng 70 đúng không nào? Chúng mình cũng sẽ viết bốn phép tính gồm hai phép tính cộng và hai phép tính trừ. 50 cộng với 20 bằng 70 này. Tiếp đến 20 cộng với 50 bằng 70. Rồi 70 trừ đi 20 bằng 50 và cuối cùng là 70 trừ đi 50 bằng bằng 20. Vậy là cô và các con đã hoàn thành cả 8 bài tập của bài Em làm được những gì trang 22 rồi đúng không nào? Cô hy vọng video này sẽ giúp ích cho các con trong việc học và làm bài tập môn toán. Cô cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các con vào buổi học ngày hôm sau nhé. Bye bye. Khóa học Việt Jack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Jack.